Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với khoa học, bước vào thế giới lập trình với Squad 2 của Galaxy Education. Anh là Thế Doanh đây. Các em này, không biết rằng các em có thấy khó khăn khi mà phải học thuộc các kiến thức ở trên lớp không? Đối với nhiều bạn mà anh biết, các bạn rất là khó khăn trong việc học thuộc. Thế nên, anh đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Đó là tạo một phần mềm để hỗ trợ chúng ta ghi nhớ những kiến thức dễ dàng hơn. Với ý tưởng này, ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em làm một phần mềm bảng cửu chương để giúp chúng ta, đặc biệt là các bạn chưa học thuộc bảng cửu chương, có thể dễ dàng hơn khi ghi nhớ đấy. Vậy thì không biết làm sao để hiện được danh sách các bảng cửu chương như thế này nhỉ? Và làm sao để Scratch có thể tự động tính toán và hiển thị bảng cửu chương như thế này? Để giải đáp thắc mắc trên, anh sẽ cùng các em khám phá qua bài học danh sách số, phần mềm, bảng cửu chương. Nào cùng bắt đầu với anh thôi! Sản phẩm hôm nay sẽ có một nhân vật. Khi bấm vào cờ xanh, các bảng cửu chương từ 1 tới 10 sẽ lần lượt xuất hiện. Trong video này, anh sẽ hướng dẫn các em lập trình bảng cửu chương 2 nhé. Bây giờ, chúng ta bắt đầu lập trình nào. Đầu tiên, chúng ta tạo biến đếm. Biến đếm sẽ tăng giá trị để giúp chúng ta tạo nhiều phép toán. Tiếp theo, ta tạo biến kết quả. Biến kết quả sẽ lưu kết quả của phép toán trong bảng cửu chương. Ở các biến số, ta tạo danh sách và đặt tên là bảng 2. Danh sách là một bảng liệt kê các thông tin được đánh số từ 1 cho đến hết. Chúng ta có thể thêm các thông tin vào danh sách. Ví dụ, chúng ta thêm phép toán bảng cửu chương 2 vào trong bảng 2 vừa tạo. Khi bấm vào cờ xanh, ta đặt biến đếm bằng 0 và xóa hết phần tử trong danh sách bảng 2. Ta sử dụng vòng lặp với số lần lặp là 10. Trong vòng lặp, ta thay đổi biến đếm một lượng 1 để biến đếm đạt giá trị từ 1 cho tới 10. Đặt biến kết quả bằng phép tính 2 nhân đếm để tạo ra kết quả phép toán bằng cửu chương 2. Ví dụ, khi đếm bằng 1 thì kết quả sẽ bằng 2 nhân 1 bằng 2. Tương tự, khi đếm bằng các số từ 1 đến 10 thì kết quả của chúng ta sẽ thay đổi theo. Tiếp theo, ta sử dụng khối lệnh thêm phần tử vào danh sách bảng 2 và sử dụng các khối lệnh kết hợp để tạo thành phần tử 2 nhân đếm bằng kết quả vào danh sách bảng 2. Ở vòng lặp đầu tiên, đếm bằng 1, ta được kết quả 2 nhân 1 bằng 2. Sau đó, thêm phần tử 2 nhân 1 bằng kết quả, ta được phép toán trong bảng là 2 nhân 1 bằng 2. Tương tự, các vòng lặp tiếp theo, khi biến đếm tăng, kết quả sẽ thay đổi theo, cho ta kết quả 10 phép toán trong danh sách bảng 2. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bảng cửu chương 2 rồi. Bây giờ, chúng ta cùng hoàn thiện tiếp các bảng cửu chương còn lại từ 1 tới 10 nhé. Vậy là các em đã cùng anh theo dõi cách lập trình cho phần mềm bảng cửu chương. Bây giờ các em hãy thử làm theo và sáng tạo thêm nhiều tính năng thú vị khác để phần mềm của chúng ta hiện đại hơn và giúp đỡ cho các bạn của mình học thuộc nữa các em nhé. Đã lập trình được phần mềm bảng cửu chương chưa nào? Đố các em hôm nay chúng ta đã khám phá những gì? Hãy cùng anh tổng kết lại các kiến thức trong bài học này. Anh tin rằng các em sẽ tự tay sáng tạo được nhiều phần mềm thú vị tương tự như thế này nữa đấy. Nội dung đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu về danh sách. Tiếp theo, chúng ta học thêm phép toán và kết quả vào danh sách. Cuối cùng, chúng ta cùng nhau lập trình phần mềm bảng cửu chương. Được rồi, các em đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu với anh ngay thôi nào!
Phần đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về danh sách. Theo các em, danh sách là gì nào? Danh sách là một bảng liệt kê thông tin. Các thông tin trong danh sách được đánh số từ 1 trở đi. Ví dụ, danh sách học sinh lớp 4B với các thông tin là họ và tên học sinh. Các thông tin được đánh số thứ tự từ 1 cho đến hết. Bây giờ, chúng ta cùng xem lại cách tạo ra danh sách nhé. Chúng ta vào phần chọn các biến số, sau đó chọn tạo một danh sách. Tiếp theo, đặt tên cho danh sách. Ví dụ, tên danh sách là học sinh. Sau khi đặt tên xong, ta sẽ được một danh sách học sinh trên màn hình. Trong danh sách, chúng ta có những phần như sau. Đầu tiên là số thứ tự trong danh sách. Tiếp theo là các phần tử trong danh sách. Cuối cùng là kích thước của danh sách. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu các khối lệnh để làm việc với danh sách. Khối lệnh thêm phần tử vào danh sách. Ví dụ, thêm phần tử Nguyễn Văn Nam vào danh sách học sinh. Ngoài ra, chúng ta có thể thay đổi bằng tên phần tử khác nhé. Tiếp đến là khối lệnh đặt kích thước của danh sách để trả về số phần tử trong danh sách hiện có. Khối lệnh hiện danh sách giúp hiển thị danh sách trên màn hình. Khối lệnh ẩn danh sách giúp ẩn danh sách trên màn hình. Cuối cùng là khối lệnh xóa hết tất cả trong liệt kê danh sách, dùng để xóa tất cả các phần tử có trong danh sách. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về danh sách rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng để thêm phép toán và kết quả vào danh sách nha. Ví dụ, ta thêm phép toán 2 x 3 và kết quả bằng 6 vào danh sách các phép toán. Trước tiên, ta tạo biến kết quả và đặt biến kết quả thành tích của phép toán 2 x 3. Tiếp đến, ta thêm phần tử. Ta sử dụng phép kết hợp 2 x 3 bằng, kết hợp với biến kết quả. Ta được phép toán 2 x 3 bằng 6 vào danh sách. Sau khi chạy lệnh, ở màn hình hiển thị đã hiển thị một danh sách các phép toán với phần tử 2 x 3 bằng 6. Vậy là chúng ta đã hiểu cách thêm phép toán vào danh sách rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách để lập trình bảng cửu trương nhé. Ý tưởng của bài học ngày hôm nay như sau. Khi bấm vào cờ xanh, các bảng cửu trương từ 1 đến 10 sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ cùng nhau lập trình bảng cửu trương 2. Đầu tiên, ta tạo danh sách bảng 2, tạo biến đếm và đặt biến đếm bằng 0. Sau đó, chúng ta tăng giá trị biến đếm lên 1. Tiếp theo, ta tạo biến kết quả. Biến kết quả sẽ là kết quả trong các phép toán. Ta đặt kết quả thành 2 nhân đếm. Lúc này, đếm là 1. Ta được kết quả là 2 nhân 1 bằng 2. Sau đó, ta thêm phần tử 2 nhân đếm bằng kết quả vào danh sách bảng 2. Kết hợp với giá trị đếm và kết quả bên trên, ta được phần tử 2 nhân 1 bằng 2. Sau khi chạy đoạn lệnh, ta có phần tử 2 nhân 1 bằng 2 trong danh sách bảng 2. Vừa rồi chúng ta đã lập trình phép toán đầu tiên trong bảng cửu trương 2 rồi đúng không? Bây giờ ta sẽ lập trình tiếp cho các phép toán còn lại trong bảng cửu trương 2 nhé. Ta sử dụng vòng lặp với số lần lặp là 10 để tạo 10 phép toán trong bảng cửu trương 2. Đến vòng lặp số 2, lúc này đếm bằng 2, ta được kết quả 2 x 2 bằng 4. Sau đó ta thêm phần tử 2 x đếm bằng kết quả. Sử dụng các giá trị bên trên, ta được phép toán 2 x 2 bằng 4 vào danh sách bảng 2. Tương tự vòng lặp sẽ lặp lại 10 lần, tức là lúc biến đếm bằng 10 để tạo ra 10 phép toán. Như vậy là sau khi bấm vào cờ xanh, ta được một danh sách bảng 2 là bảng cửu trương 2. Các em thấy không? Bằng cách áp dụng danh sách và dùng vòng lặp 10 lần để thêm 10 phần tử vào danh sách, chúng ta đã được một bảng cửu trương 2 với 10 phép toán rồi. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành một bảng cửu trương 2 rồi đúng không? Bây giờ các em sẽ sáng tạo bằng cách hoàn thiện bảng cửu trương từ 1 đến 10 nhé. Vậy là buổi học hôm nay chúng ta đã hiểu và áp dụng một số khối lệnh trong danh sách. Và cuối cùng, chúng ta đã lập trình sản phẩm bảng cửu trương. Và bài học của chúng ta đã kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em.